Được chưa? Làm lại. Làm lại. Hey guys, and new toys. New toys. And bath and new tiền. Look at money. Đây đây. Chín đồng chín bông, giảm giá còn 9 đồng. Too many money. 19 đồng 90 bông. Biết mở không? You okay, daddy. Hey guys, today and dog and place the egg with the wish start in here. Today you open. Surprise egg. You know you have it, the dog in the TV, but put it in the shop. You get the city, it's sunny, and the up down with you all in Saturday. Đó ở đâu vậy, trong cái ép á hả, trong cái trứng á hả? Daddy dog is put it there and you can put it there as so up down. It's a car and it's a airplane. I'm put it there here so this is with you pure head up the this is dog is egg is and this is not desert. This is my hand is not my desert. Put it there and up down and then go call the car and where's it? I put it there and you die so giống cái hình không mày? That where is it? I put it there. Chưa giống cái hình nữa nè. Where is it? Put it there. Nè mở cái cánh ra nè. Hả? Vậy giống cái hình chứ. Nó có con dây hay gì mày cầm thun hả? Ừ. Cắt con thông ngay dùm cha con. Dội quá. Rồi dội quá. Ở bên kia nữa, mở cái cánh bên kia ra. Đó. Wow, đẹp quá. Fly. Fly. Fly is fly. 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 Giống cái hình chưa? So, coi giống cái hình chưa mày? Nhiều thứ quá mày. Chase Marshall, Rocky, Rambo. Chú mà gì tùm lum mà mày. It's a this is low, this is red, this is green, this is yellow, and this is orange. Let's go to cars. The I put the dance. Let's go today. Okay, this is so good for the car. Can I hide you? Mày là gì mày? Customer care, chăm sóc khách hàng. Wow, nó có bánh xe nó chạy hả mày? Chơi sao vậy? Vậy đó hả? Có bánh xe đó hả? Qua. Wow. Con đẩy tay ra mày. Nó tự chạy không? Nó bay nè. Đâu? Đâu? Bay đâu? Nó tự chạy kìa. Để xuống đất luôn. Rồi. Nhìn đây. À. Cái cánh nó quay, nó cánh nó đập lên đập xuống luôn mày. Anh đẩy mạnh lên. Để cho đẩy thử coi. Còn không, cái cánh nó đập thôi. Dạ nó bay nè. Vậy thôi đó hả mày? Mình đẩy cái cánh nó đập đập vậy đó.
giá còn 9 đồng. 9 đồng 9 mấy xu á. Đó, cái cánh nó đập đập lắm nè. Cái này thì giảm giá mới mua chơi thôi. 10 đồng đâu. 20 đồng là mắc quá. Để đẩy một vài lần là chán. Dục chỗ này dục chỗ kia. Wow, chạy dữ quá. Cái xe máy bay chạy dữ quá. Wow, bay lên luôn hả? Wow, bay dữ quá. Bay vòng vòng luôn hả? Không biết. Cái đó gà tròn. Còn tự chạy đó mày đó. Nó chạy slow quá, chạy từ từ chậm chậm quá. Mệt lắm, chơi cái này đẩy mệt quá, ngồi đẩy chút xíu cho đập cánh rồi chơi thôi mà. Đó, cái cánh nó đập đó. Bye bye chưa? No. Bye bye đi. No. Chứ có gì đâu nữa, sao có gì nữa đâu. Đẩy no. Đẩy đi thôi. No. Vậy nha, bye bye. No. Bye bye Kim Mì. No. See you next time. Con gì? Bye. Nãy hai vợ chồng giờ không diễn mình, giờ nhà đổi áo. Ông này như kêu đi test chạy bỏ chạy luôn á. Mà nó cũng chưa nhìn ra được ổng sao. Bạch khẩu trang sao nhìn. Wow, wow, ba lẹ quá mày. Vậy mà đang diễn mà. Thì nó giờ nó coi clip người ta báo á. Anh nói chắc tốn, sợ tốn tiền, tốn 2-300 ngàn test á.
Nhiều khi ta coi ta bình luận á. Nó sửa lại, nó chỉnh sửa tăng lên cho mọi người thấy cho ông quê được chơi. Ok, lấy đà bay. Wow, bay lẹ quá, lấy đà cái bay dèo dèo luôn. Rồi rớt phi công luôn. Bay rớt phi công cái bợp luôn. Qué chịch. Qué. Mai một thiên thấy hả? Rồi thả ra con. Đụng vô tường bây giờ, wow. Nó đụng vô cha. Đụng cha, cha muốn tàu quá. Rồi, nó gung gung luôn mày. Ây da. Sáng lên nó kêu, ây da. Biết là đi về ngoài được không? Không. Cái gì?